À, xin chào quý thầy cô, để quý thầy cô nộp cái đánh giá, tự đánh giá về cấp phòng thì thầy cô vào cái mục là đăng ký đánh giá ngoài. Đấy. Ở đây thầy cô sẽ điền cái số công dân đánh giá ngoài, số 1, số 2, số 3, 4 thì cũng được không sao. Rồi, và thầy cô sẽ nhấn vào những lúc đăng ký là xong. Ở trường hợp này thì em đã nộp rồi, thầy cô cũng thấy nè, trường hợp này em đã đẩy về rồi nè, là cấp này cấp phòng. Đấy, cấp phòng. Bây giờ em muốn thu hồi dữ liệu lại. Đó, thu hồi dữ liệu lại để em cập nhật mới thì thầy cô cũng vào là đăng ký đánh giá ngoài. Đó, đây có nút yêu cầu thu hồi dữ liệu nè. À, thì còn những yêu cầu thu hồi dữ liệu thì ở đây nó sẽ bị mất, nó sẽ mất, không còn đẩy về cấp, thấy chưa, đây nó sẽ mất, không đẩy về cấp phòng. À, thì cô nộp lại thì vào đăng ký đánh giá ngoài nè. À, thì cô gõ số nè. À, trạng thái ở đây là còn trống nè, thấy không? Mình chỉ cần nhấn cái nút đăng ký đánh giá ngoài là được. À, đăng ký là mình nộp về đó chứ không phải mình đăng ký, mình chỉ nộp cái dữ liệu tự đánh giá về. À, vậy là xong, nộp báo cáo thành công. À, thì cô sẽ thấy ở đây nó là sẽ có cái dấu tích ở đây. Rồi, trường hợp mà phòng duyệt rồi thì nó sẽ về cấp sở. À, khi về cấp sở rồi thì yêu cầu thu hồi dữ liệu thì lúc đó sở phê duyệt mới được. Còn đối với cấp phòng thì không cần phải phê duyệt yêu cầu thu hồi dữ liệu. À, em xin hết.